Nội dung bài học gồm các phần như sau: 1. Từ mớ. 2. Nghe bài học. 3. Ôn tập. Bây giờ chúng ta bắt đầu với phần đầu tiên. 1. Từ mớ. Mời các bạn ghi lại các từ mớ trong bài. Papa. Papa là bố hay là ba. Cao. Cao là tính từ cao. Ta. Ta là lớn. Đây cũng là tính từ luôn. Mời các bạn nghe và đọc lại từ mớ hai lần. Khi nghe tiếng chuông, các bạn hãy lặp lại theo nội dung vừa nghe. Ba ba. Ba ba. Cao. Cao. Ta. Ta. Hai, nghe bài học. Mời các bạn dùng tai nghe và tập trung lắng nghe nội dung bài học. Đi yi khờ. Đi yi khờ. Bài 1. Wo de ba ba. Wo de ba ba. Là ba của tôi. Cao cao da da. Cao cao da da. Cao cao lớn lớn. Ai khan su. Ai khan su là thích xem sách hay là đọc sách. Ai hoa hoa. Ai hoa hoa là thích vẽ tranh. Wo de ba ba. Cao cao da da. Ai khan su. Ai hoa hoa. Mời các bạn nghe và đọc lại bài học hai lần. 我的爸爸，我的爸爸。 高高大大，高高大大。爱看书，爱看书。爱画画，爱画画。3. Ôn tập. 1. Bổ sung thanh điệu vào câu. Các bạn tập trung nghe đọc 3 lần và điền thanh điệu vào câu sau. Bắt đầu. Lần 1. 我的爸爸 高高大大 爱看书爱画画。Lần 2. 我的爸爸高高大大爱看书爱画画。Lần 3. 我的爸爸高高大大爱看书爱画画。Tìm từ thích hợp thay thế vào chữ X. Các bạn có 2 phút để làm bài tập này. Bắt đầu.
Sau khi học xong bài học ngày hôm nay, các bạn hãy tìm bạn bè cùng thực hành ngay. Nếu như không có bạn cùng học thì các bạn có thể tham gia vào group Facebook này để cùng chúng ta cùng học tập và chia sẻ. Chỉ có thực hành là phương pháp tốt nhất để chuyển kiến thức của người khác thành bản thân mình. Và cuối cùng, mong các bạn dành ít phút để đăng ký, like cũng như chia sẻ hoặc gửi mail và nhận xét như cần. Cảm ơn các bạn đã đón xem. 再见.